300m, sập bán ngân hàng. Cái hồ này giao gian nan quá ta ơi. Trời bớt mưa rồi, giờ em sẽ nhờ anh Gia chở em vào coi cái đường này nó có vào được hay không, để tính phương án khả năng là đẩy hồ xuống và đẩy vào. Ngoài trời thì cứ mưa liên tục, để xem sao đã. Thẳng đít quay nè. Ừ. Thẳng xuống. Đừng đi xéo xéo lật á. Rồi, ok mọi người nha, ở đây là ấp Phú Thuận. Đó, để bây giờ phương án cuối cùng là đẩy cái hồ này vào. Quãng đường khoảng 1 cây số mọi người ha. Như kéo xe. Như kéo xe. Đẩy lên, đẩy mạnh lên. Ê, John. Giật nó quá. Cái canh đường nha, chỗ có cái đường đó. Đường 100 mét rồi. 900 mét nữa. Người ta ném mình đi chứ, này mình hết thấy đường rồi. Có cái nhà thôi, không có nhà. Cái nghịch đường rồi. Cái nghịch đường. Đó là cái xe lớn nha, cô đẩy đi. Để nhiệt tình nha. Dướng gờ rồi. Rồi đẩy đi. Đây. Qua đi. Nhà đây ngon quá à. Ui, đi được nửa đường rồi. Đó thì tạm nghỉ chút xíu. Đường thì hơi nhỏ, xe tải không vào được ha mọi người ha. Cô phải đẩy vô thôi. 1 cây số. Còn bao xa nữa ta, nửa đường rồi đúng không? Ừ. Tới cầu nha. Tới cầu còn bao nhiêu mét nữa? 300 nữa. Tới cầu còn 300 mét nữa hả? Rồi. Kiến là sao làm ngang được? Ờ cái này được anh ơi. Chết. Đây anh đầu đi. Hết thế rồi, giờ có gì dụng đó thôi, chơi giờ không có sự bị chọn. Rồi. Lấy cái xe to cá. Tao vô rồi. Con luôn. Vô sát vô hả? À. Cao lên hạ xuống, sát vô coi. Chưa, để lên điểm đi, để cắt nó vô. Không được. Lọt đâu mà lọt. Nó túm cái đó rồi. Nó túm mà. Không lọt rồi. Cởi dây ra coi. Chạy á, bể kính á, không được đâu. Rồi mới tìm được cái bộ bánh xe này mọi người ha. Đó giờ sẽ chở ra, thay vô đây. Để bánh bự bánh nhỏ chơi luôn, chơi đây giờ kiếm cũng hơi khó rồi. Đoạn đường không phải tầm hơn 300 mét nữa lận, mới tới nhà anh khách.
Ok, vậy thôi. Dàn chân mới nha, đi được không? Trời ơi, dỡ nó đi. Dỡ nó thấp cho ra phía sau, nó cao lên trước. Thôi, lên chơi tiếp. Bây giờ sao? Dạ, hai người dỡ thôi chứ đúng chưa? Đầu thấp ra phía sau. Đầu thấp ra sao? Không, cứ vậy luôn đi, cứ vậy. Anh đúc vô luôn, vậy anh đúc vô luôn. Giữ dây nè, anh từ. Gỡ dây ra đi, gỡ dây ra đi. Chụp bên trên đi, ừ. Dưới vậy mà còn khói lắm. Rồi. À, ăn sao còn dở này. Đây mình chăm mấy chụp bánh ăn hai. Cái hồ này giao gian nan quá ta ơi. Cái đường nó xấu mà đẩy xa nữa, chứ cái hồ này thì lọc trên nó cũng đâu có nặng lắm đâu. Nặng chứ sao mà nặng, sao bằng hồ mấy hồ kia được. Trời ơi, bị hồ kia là khác nữa. Mà cái đường này nó xấu kia vậy, đường xe lớn không vô được, vô dưới cây rum la luôn. Chụp chi nữa đó, chụp gì chụp thua luôn. Rồi tiếp tục đi, gần tới rồi, 300 mét nữa, mặt dơ rồi. Kéo nó lên này đi, đừng né cái xin nó ra. Rồi biết đi đâu thì đâu đây. Cuối cùng cũng tới rồi. Em làm sao mà nãy lên nổi được, bốn người được rồi, cuối cùng vô tới nhà rồi. Mừng quá rồi, vô luôn. Gì để đâu, để đi sao hả? Sao thì nhảy vô sao, chạy tới đây rồi sợ gì nữa, chơi đi. Chừng gướng nha, gướng tường lên đây nha. Rồi. Chừng cái hồ cá này rồi. Thì đi đâm là hết đi, đi đâu có. Nè. Giờ có xe nhiều không? Ờ. Không ai giờ xe, con xe. Ờ. Xe đó để nó lắm. Cuối cùng nó cũng được yên vị ở vị trí này ha mọi người ha. Quá nhắc giả cho anh em rồi. Đó. Đây một cô hồ mấy 68 và 68 ha. Lập trên. Hồ này hồ nước mọi người ha, còn rất mới luôn. Đó thì đây là những em cá, đây nè, lát em sẽ bắt em này qua cái hồ mới ha mọi người ha. Em này anh nuôi được 3 tháng rồi, em này là cũng là bên em là full direct. Đó, nuôi được 3 tháng rồi. Giờ sẽ chuyển cái hồ bự cho nó, cái hồ này chắc khoảng tầm 80 thôi. Đó, thì đây một số con là ngân long. Đó, đây, con hồng long nữa ha mọi người ha. Rồi ok, đó, hôm nay sẽ cho một cái hồ mới về nhà này. Một quãng đường đi rất là dài ha. Hư bánh xe hai lần. Đó thì do cái đường của anh nó hơi nhỏ, bắt buộc phải đẩy xe vào thôi. Cái đường xấu đó, bánh xe nó không chịu nổi cái quãng đường xa như vậy. Đó, rồi. Ok, thì bây giờ em sẽ set up cái hồ này, cũng như là bắt em cá qua cho anh ngồi ha. Tranh thủ để làm còn quay lại Sài Gòn nữa, bây giờ cũng đã 7 giờ hơn rồi. Rồi, một kiếp nạn nữa. Nước, không có nước. Cái hồ này... không có một miếng nước luôn. Ủa? Được, may mắn thì ảnh có một cái bồn chứa nước đó, qua cái lọc, ba cái lọc thôi mà ha. Đó, thì em dùng cái máy bơm đó, bơm lên cho nó nhanh đó, chứ mà để nước nguồn nó chảy như thế này thì bơm bên kia không nổi, nó thì chắc tới sáng nó mới đầy cái hồ.
500 lít đó, thì hy vọng là sẽ đủ ha. Bây giờ em sẽ bắt em này ha. Đó, đợi nước bên kia nó cao cao chút xíu rồi bắt đầu em cho nó qua bên ngâm nước luôn, thì em cũng xử lý che rim này nha. Đợi nước nó cao chút xíu sẽ dùng nó qua ngâm. Nó phải chơi công nghệ đâu mà nổi rồi đó, nó một phần thôi. Rồi ok mọi người nha, đó thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Đó em đây, một em huyết đã được qua cái hồ mới to hơn ha, ngon lành đây. Đó thì anh đánh đèn heo nha mọi người nha, đánh thử coi như thế nào. Đây là cái đèn RD bên em ha, 1,5 m. Đây, bộ hồ 1m68, 68 và 68. Hồ lọc trơn nha, dấu bơm. Đó, hồ này hồ nước mọi người nha. Rồi, sau bao nhiêu quá trình khó khăn đó thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Thì giờ em sẽ quay lại Sài Gòn 10 ha, bây giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi. Rồi, xin chào mọi người và hẹn mọi người ở nha. Xin chào, bye bye. Thank you.